Vâng, xin chào tất cả các anh chị mình đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai ha. Hôm nay em đang có mặt tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Và vị trí em đang đứng đây là cái vườn chôm chôm nha các anh chị. Thì hôm nay cái vườn chôm chôm này em chủ đang rất là kẹt tiền, cần bán. Nên là em lên video giới thiệu cho các anh chị ha. Mảnh vườn này thì nó có tổng diện tích là 3.000m² nha các anh chị. Là 3 sào á, một sổ thôi. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm. Có bề ngang á, bề ngang là từ cái cọc bên này nè các anh chị. Cọc này ha, đổ qua bên đây là còn mà từ từ cọc này đổ xuống á 64,5m chị. Tổng diện tích là 3 sào ha. Từ đất của mình mà đi ra ngoài quốc lộ 1A á, nó rơi vào khoảng 2km thôi. Đường từ đây đi ra ngoài đó nó khoảng 300m là đường đá mi, còn toàn bộ còn lại á, là đường bê tông và đường nhựa nha các anh chị. Nó nằm trong khu dân cư luôn, cho nên các tiện ích thì nó cũng đầy đủ trong bán kính khoảng 2km đổ lại ha. Đó. Ở đây thì vườn chôm chôm người ta đang thu hoạch luôn nè các anh chị. Đó, bán cả vườn này luôn nha. 3.000m², 3 sào, 1 sổ. Hiện trạng đất cây lâu năm. Và đang được bán với giá là 900 triệu một sào. Tổng 3 sào là 2 tỷ 7 nha các anh chị. Đó. Ở đây thì nó là đường sổ trên sổ miếng đất này là không có đường nha các anh chị. Còn cái đường mà đi vào đây á, là lối đi chung ha. Lối đi chung đường đá mi 5m thôi. Đó, thì các anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình ha. Ở đây là dân cư người ta sống cho nên là điện nước là vào tới nơi luôn nha các anh chị. Đó. Thì nơi đây nếu mà anh chị mua thì có thể dựng một căn nhà vườn nho nhỏ để mình trông coi cái vườn chôm chôm này nè. Hàng năm cũng cho thu hoạch, cũng rất là thu nhập cũng rất là ok ha. Đó, ở đây có hệ thống nước tưới tiêu đầy đủ luôn rồi. Đó. Anh chị nào mà mới xem kênh em lần đầu á, thì tặng chị em một nút đăng ký kênh nhé. Và anh chị nào quan tâm tới miếng đất này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo Zalo ha. Toàn bộ mọi thông tin chi tiết như là hình sổ hay là vị trí Google Map á, em có để hết trong phần mô tả. Các anh chị có thể xuống dưới phần mô tả và xem để biết mọi thông tin chi tiết ha. Còn muốn trao đổi trực tiếp thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là Zalo. Hoặc cũng có thể đi ra đất, em dẫn đi xem trực tiếp luôn. Mức giá 2 tỷ 700 triệu này là giá còn thương lượng nhẹ nha các anh chị. Đó. Và ngay phía sau đất mình thì có con suối chảy rất là mạnh luôn các anh chị ha. Suối lớn và nước chảy quanh năm. Rồi và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video lần sau ha.